Hello mọi người, sắp tới Noel rồi, mọi người chuẩn bị quà tặng như thế nào rồi? Hôm nay Bi sẽ quay một cái video để giống như là gợi ý cho các bạn một cái món quà bạn có thể lựa chọn để tặng nhân dịp Noel này nha. Tên tên trên tay của Bi đây là một cái sản phẩm kính thông minh nha mọi người. Cái sản phẩm này á thì nó có thể hỗ trợ cho mình kết nối Bluetooth với điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính của mình, các thiết bị mà có hỗ trợ Bluetooth. Có tính năng là có thể nghe nhận cuộc gọi trên cái kính nè, nghe nhạc nè, hoặc là nghe Google chỉ đường ha. Và nó là touch control nè, chỉ cần chạm thôi, điều khiển bằng chạm đó mọi người. Pin của nó thì sẽ có thể sử dụng trong vòng 8 giờ ha, và có hỗ trợ sạc nhanh. Đây, cái đây là cái thiết kế của cái em mắt kính này, rất là nhỏ, gọn luôn nha. Đây cho bạn xem nè, ở bên trong thì có đi kèm một cái khăn để lau và một cái chuôi sạc. Đây nha các bạn, thiết kế rất là gọn nhẹ luôn, không có bề thế, không có ô về, giống như là gắn thêm một cái thiết bị gì đó vô cái kính của mình. Nói chung là vẫn rất gọn gàng. Đây, chỉ có điều hai bên hai cái thanh nè, nó hơi to hơn so với kính bình thường thôi nhá. Và cái kính này á, nó có khả năng chống nước và chống ánh sáng xanh nha. Cái này để mà mình đeo đeo kính này đi trong điều kiện trời mưa đó thì không sợ bị gì hết. Đây, Bi sẽ đeo lên cho mọi người xem nha. Đấy, rất là gọn luôn nè. Nhìn, nói chung là nhìn nó cũng không có khác biệt lắm so với cái kính cận bình thường nha mọi người. À, nhưng mà có một điều nên lưu ý với mọi người, đây là kính không độ. Lúc mà mình mua á, nó là kính không có độ nha. Thì nếu như những người bạn nào mà bị cận thị giống như Bi á, thì có thể thay cái tròng kính nguyên bản của nó thành là kính cận. Ở đây Bi đã thay bằng kính cận chống ánh sáng xanh và đổi màu khi ra trời nắng nè. Cái kính này thì có rất là nhiều mức giá khác nhau nha. Vài trăm nghìn cũng có, vài triệu cũng có, kính thông minh mà. Nhưng mà mọi người có thể tùy vào cái nhu cầu sử dụng của mình để mà mua cho mình một cái sản phẩm vừa túi tiền nhất nha. Ở đây cái kính này bị mua là 480.000 ở trên Shopee, và cái chồng ở bên trong Bi là thay là 500.000, thì coi như là cái này là gần 1 triệu rồi mọi người. Và lý do tại sao Bi mua cái kính này, đó là việc mà mình hay đi ra ngoài đường nhưng mà lại không biết, không nhớ đường, không nhớ đường đó là một cái sự trở ngại rất lớn. Cho nên là mỗi khi mà đi ra đường là Bi cũng hơi lo lắng vì sợ đi lạc đường đó mọi người. Mặc dù là có trang bị những cái thiết bị mà có thể chỉ đường, ví dụ như là điện thoại hoặc là đồng hồ thông minh, nhưng mà có nhiều lúc không tiện nha. Nhiều lúc nó mất tín hiệu kết nối như thế nào đó, nó làm cho mình bị lạc đường một hồi lâu luôn. Và cái việc mà mình có thể đeo tai nghe Bluetooth ở ngoài đường á, thì nó bây giờ là công an giao thông không cho nữa rồi ha. Nó rất là nguy hiểm, mình đeo đó là mình bị vi phạm và bị phạt tiền rất nặng. Thì đối với cái kính này đó, nó sẽ giải quyết được cái vấn đề đó rất nhẹ nhàng, không sợ bị rơi, và nó không có, lỗ tai của mình vẫn vẫn có thể, mà nói chung là vẫn nghe tiếng động từ bên ngoài được ha, không có giống như là mình đeo tai nghe. Đó, cho nên Bi quyết định mua cái này để mà khi mà mình có dịp đi ngoài đường đó thì mình yên tâm hơn, không sợ bị lạc đường cũng như không sợ bị phạt tiền nha. Đây, rất là thời trang luôn nha. Để mà khởi động cái kính này á nè, các bạn cứ nhìn thấy ha, hai bên đây nó có hai cái công tắc và hai bên nó hoạt động độc lập với nhau. Nếu mà mình mở á thì mình sẽ phải mở cả hai bên thì loa của nó mới hoạt động đủ lớn cho mình. Đây mình chạm vô
tới khi nào mà nó kêu power on, có nghĩa là đã khởi động, lúc đó thì mình sẽ truy cập vào thoại để mà kết nối Bluetooth thôi. Đó, cái này là Bi đã kết nối sẵn với lại điện thoại rồi, cho nên khi mở lên thì nó sẽ báo là connected luôn. Đó là mở bên phải nha, bây giờ mở bên trái nè. Mọi người, đây cái sợi dây sạc của nó cũng chia ra làm hai bên nè. Đây là sạc 500 nha. Đó, hít vô hai bên và kết nối USB. Bi đã thử rồi, Bi đã thử chiều nay, Bi đã trên đường mà Bi đi thay cái tròng kính này về, Bi đã mở cái dịch vụ Google Map á để mà chỉ đường, nghe cũng được. Nói chung là, nhưng mà tại vì lúc đó Bi mới mở có một bên thôi, nó hơi nhỏ. Sau Bi mới phát hiện ra là phải mở hai bên thì nó mới to lên được. Và khi mà các bạn ở nơi đông người á, các bạn lướt điện thoại, lướt Facebook, TikTok gì đó, cái này hỗ trợ rất là tốt cho mình luôn. Nhưng mà nó cũng thời trang nữa, đeo lên nhìn mặt cũng sáng hẳn á. Thì nếu như mà bạn nào có những cái trăn trở giống như Bi thì cũng nên tạo cho mình cái sản phẩm giống như vậy ha. Về thông tin sản phẩm mình sẽ để trong link mô tả của video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Bi. Chúc mọi người có một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Bye bye.